hello cho các bạn. Hôm nay Thanh Ngọc sẽ hướng dẫn cho bạn hai động tác, mỗi động tác 8 nhịp sẽ giúp cho bạn eo nhỏ, bụng thon phối hợp chung với tay và chân. Rồi, động tác đầu tiên, tay phải, chân trái và mũi chân của chúng ta thẳng về phía trước, bụng hóp và chúng ta đổi bên. Rồi, động tác thứ hai, chân phải chúng ta lùi về sau và chân trái làm trụ. Sau đó tay của chúng ta hướng về phía trước và sau đó chúng ta đánh lên. 1, 2 và chúng ta làm động tác này 2 lần 8 nhịp. Cảm ơn bạn đã xem clip này. Nếu thấy clip hay, hãy like và share bên dưới. Thanh Ngọc cùng gia đình bạn chăm sóc sức khỏe chủ động.